Vâng, và xin chào bác quay trở lại với kênh YouTube Bảo Bio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em với cấp bến thêm một bộ dàn mini nữa đến từ thương hiệu Panasonic các bác nhá. Đó là bộ Panasonic P-90. Như các bác đã biết là thực tế ra thì trong cái dòng PMX PMX 70 100 ấy, vân vân ấy, thì dòng 90 mới là dòng ra đời sớm nhất vào khoảng 2020 các bác nhá. Ra đời khoảng 2020. Rất là sớm so với những dòng trước đây và có sự nâng cấp tiến bộ gần như là cực tốt so với những dòng tiền nhiệm như là PMX 70 hay là 80 hay là 100 vân vân, thậm chí là 150 các bác nhá. PMX 150 thì nó sẽ không có cổng quang đâu, và PMX 90 mới là dòng mà được nâng cấp cổng quang để các bác có thể cắm kết nối smart TV, mà bây giờ rất là nhiều chung cư những phòng nhỏ nhỏ thì hay dùng TV xem YouTube mà không có cổng quang thì kết nối rất là bất tiện. Hôm nay em về cho các bác một bộ dàn PMX 90 thì hàng được đưa từ Nhật về, điện 100V. Và bộ dàn này sẽ có mức giá là 9 triệu. Các bác nhá, 9 triệu, như giá trước đây khoảng tầm 10 triệu. Tuy nhiên hôm nay thì em sẽ bán mức giá 9 triệu bởi thứ nhất là hình thức nó được khoảng tầm 96-97%. Mặt trước của nó thì hình thức còn tương đối đẹp. Và đặc biệt rằng trong cái đợt Giáng sinh này em sẽ tặng cho các bác thêm phụ kiện. Đó là gì? Phụ kiện các bác sẽ nhận nó sẽ là một cái chiếc loa ổn áp đổi nguồn các bác nhá. Có ba món quà sẽ gửi tặng cho các bác, là một chiếc đổi nguồn ổn áp, con này sẽ là có giá ở thị trường các bác hình dung là sẽ là khoảng 350 200 VA các bác nhá, một chiếc điện 100V đấy để các bác dùng luôn này. Cái thứ hai nữa là gì, một món quà nữa tặng cho các bác, em sẽ tặng cho các bác một sợi dây quang xịn luôn. Sợi quang này có giá khoảng từ 250 đến 300.000 các bác nhá, dây quang xịn cực kỳ xịn đấy ạ. Riêng đối bộ PMX 90 này thì nhân dịp Giáng sinh gần tới rồi, em về được một bộ rồi tặng luôn cho bác một sợi dây quang xịn để các bác cắm từ smart TV xuống và trải nghiệm với cổng optical của nó luôn, đúng những gì em đã từng nói ở đầu video, cái sự nâng cấp có thêm cổng optical và chúng ta sẽ test cổng đó với một sợi dây quang xịn cho các bác. Với 9 triệu các bác được hai món quà như thế, và đặc biệt còn thêm một món quà nữa, đó là em sẽ bao ship cho các bác toàn quốc bộ dàn này Panasonic PM90. Ok, và con này sẽ có tất cả các tính năng mà các bác đang mong đợi và các bác chờ đợi bộ dàn này, bao gồm những tính năng nào các bác nhá. Ở đây sẽ có là gì? Sẽ có là chơi được CD này, như em đang chơi CD này. Các bác chỉnh để bát chép vào mặt máy này. USB này. Đấy, USB. Đấy, khiển zin này. Khiển zin này. Đấy. Các bác nhá. Rồi cổng tai phone. Con loa này có loa dạng loa 3 đường tiếng với cái công suất khoảng 78W loa các bác nhá. Và đường kính bát con này thì em chưa đo nhưng khoảng 14 cm, với 3 đường tiếng, một đường bát, một đường mid, một đường siêu chép để các bác có thể nghe. Ở đây thì phía sau thì sẽ có lỗ thông hơi lớn như này và một cầu loa dạng xoáy các bác nhé, dạng xoáy để xoay các bác để bác xem. Ok, đây thì các bác sẽ có những cái kết nối như sau này, cái kết nối như sau, hai cái đường đầu tiên là hai đường FM để các bác nghe, và đặc biệt là nó sẽ nghe được full đài Việt Nam 108 MHz các bác nhé. Và con này thì được sản xuất vào cuối năm 2019 đấy. Và cổng của optical này, cổng USB DAC này, cổng này cũng rất là hay này, cổng này giải mã từ máy tính sang này, các bác để ở bàn làm việc cũng được, cổng line in, rồi cổng AUX in, vân vân, và đặc biệt là có Bluetooth nữa đấy. Thì các bác hình dung được, các bác có thể kết nối được như sau, những cái tính năng như sau, với một bộ dàn gì có 9 triệu thôi, em khẳng định là một bộ dàn giá vô cùng tốt ở trên thị trường bây giờ. Các bác có những kết nối như sau. Cái điểm yếu của bộ Panasonic là gần như không có bộ dàn nào có cổng quang. Và hiện tại thì họ đã đưa ra bộ PM90 là sản phẩm bán tốt nhất và được yêu thích nhiều nhất. Sẽ có những tính năng cơ bản như sau. Một là sẽ có Bluetooth này, chuẩn IPTX các bác nhé.
hai là có CD này, ba là có USB này, USB có thể đọc được FLAC luôn, nhạc FLAC luôn. 4 là có cổng quang Kenwood Smart TV, 5 là có cổng USB DAC, 6 là cổng Line In, và 7 là có được AM và FM nghe full đài Việt Nam. Đấy là cái điều mà các bác hình dung là một bộ, không phải một bộ dàn nào được đưa từ Nhật về cũng được được đánh giá cao như Panasonic P190 mà mức giá chỉ có 9 triệu các bác nhá. Ok, và đó là những thông tin về bộ dàn. Bác nào quan tâm mà muốn mua hàng liên hệ với số 0964801493 các bác nhá. Giờ mời các bác cùng lắng nghe. Thank you.
Năm mong.